Rồi bây giờ Ngọt sẽ lên sóng tiếp cho anh chị một em siêu phẩm nữa nha, Honda Way Thái 110 đời 99. Thì bữa giờ anh em nào mà điện thoại cho em để mà kiếm xe Way Thái thì ngay bây giờ khi mà xem được cái clip này của em thì liên hệ lại cho em liền nha. Số điện thoại của em là 039 339 9939 nha. Thật sự cũng rất là lâu rồi anh chị em mới tìm mua lại được một chiếc Way Thái mà đời 99 tháng đùm, mà chất xe nó còn liền lạc, nó còn zin, nó còn mọc như vậy để mà em đăng lên bán cho anh chị ha. Rồi thì cái chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị á, là thuộc dạng là chất xe khá, xe đẹp nha. Sơn zin là 100% cả xe nha, không dặm tốt nha. Dàn áo này là dàn áo zin theo xe, sơn zin, tem zin nha. Máy móc là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt ha. Riêng cái phần dàn chân con xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Ốc tán trên xe này là còn xanh rì 7 màu hết. Đó, nước xi, nước ram nè, rất là đẹp luôn ha. Đó. Cái xe này là thuộc dạng chất xe khá, xe đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay Ngọt đặc biệt bán cho anh chị với mức giá ở tầm trung thôi anh chị. Mức giá tầm trung thôi, giá rất là dễ mua, dễ tiếp cận ha. Anh chị đón chờ hết cuối cái clip nha. Ở cuối cái clip em sẽ báo một cái giá rất là tốt cho anh chị ha. Xe này là biển số thành phố 569 chủ nha. Đây, 569 chủ anh chị ha. Đó, anh chị nào yêu mến thì liên hệ cho em nha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ bắt đầu đi vô chi tiết từng phần ha. Bây giờ Ngọt sẽ bắt đầu đi vô chi tiết từng phần nha. Đầu tiên là cụm đồng hồ nè. Đồng hồ zin theo xe là còn cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, cụm công tắc zin theo xe nè. Anh chị biết cái cụm zin theo xe nó khác cái cụm hàng mới cái gì không? Là cái chữ này anh chị, cái chữ nó sẽ in nổi cộm lên, mà khi mà cái nhựa này ra nắng á, nó sẽ chiếu một cái lớp kim tuyến lên. Cái cụm hàng mới là không bao giờ làm được điều đó ha. Đây nè, bên đây zin theo xe luôn nè. Anh chị nhìn cái nút sita của nó nè, cái chữ nghĩa của nó là không bị phai mờ luôn ha. Xe này là chủ xe đi giữ gìn một con xe là cực kỳ kỹ luôn. Nước sơn zin là không dặm tốt nha. Vì là nước sơn zin không dặm tốt cho nên cái bẩn nè anh chị, đó nó có chày xước nhẹ theo năm tháng nha. Những cái chi tiết này của một cái xe quay là bắt buộc phải bị nha anh chị nha. Không có xe nào mà nó tránh khỏi được hết á. Xe quay là dễ bị cái bẩn nhất. Đó, chày xước nhẹ theo năm tháng. Sơn zin là 100% không dặm tốt ha. Đây, cho anh chị coi nè. Cái điều mà Ngọt thích nhất trên con xe này là cái dàn chân anh chị. Đó, dàn chân là phuộc nè. Phuộc nước sơn zin nè, đùm nước sơn zin nè. Anh chị thấy không? Cái lớp kim tuyến của nó còn luôn nè. Đó, chân cầm đầu cầm nè, còn 7 màu luôn nè. Đó, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây nè, niền Siam Gucci luôn ha. Đó. Rồi bây giờ Ngọc quay qua phần tiếp theo phía bên đây ha. Cái bẩn ở đây nè, nó còn một cái lớp da bò luôn anh chị. Đó, cái lớp da bò gọi là cái miếng cao su ở trong á, đó nó còn ở đây nè. Đó, bẩn zin theo xe nó có ha. Đây, cặp lốc nè. Phải nói cặp lốc nước sơn zin là quá đẹp luôn nè anh chị. Máng ốc này nè, nó còn đen thui luôn nè. Đó, nó ram đen ha. Đó. Máy móc là nguyên zin nha, đầu nồi chưa rớt ha. Đó, ốc chỉnh nồi chưa chỉnh luôn nè. Nè, ốc giò đạp số 8 nè. Anh chị nhìn cái cốt giò đạp nè, nó còn xanh rì luôn nè. Đó, ốc tán nè. Mà cái bô này nha, bô này rất đẹp ha. Bô này ăn tiền nhất cái bô, xe này ăn tiền nhất cái bô nè anh chị. Đó. Cái gấp nè, anh chị nhìn nè. Gấp nè, ở trong nó không bị xét luôn nè, không bị mục luôn nè. Đó. Phục nè, chân phục nè. Trời ơi, phục nè, đẹp ghê không? Đó, ốc tán nè. Đây, quay cho anh chị con ốc nè. Đẹp ghê không? Đó. Tem zin nè. Không bị rách luôn nha. Xe này được một cái bộ tem là quá hoàn hảo luôn. Xe này bộ tem còn cực kỳ đẹp luôn. Đó, giò đạp nè. Ở phe gài giò đạp chưa bị xét luôn nè. Đó, ốc tán nè. Anh chị nhìn tới cái lò xo chống của nó mà nó còn đẹp vậy nè. Đó. Rồi ha. Bây giờ Ngọt sẽ chở cái đầu xe lại, Ngọt quay phần tiếp theo phía bên kia cho anh chị coi ha. Rồi bây giờ Ngọt quay phần tiếp theo phía bên đây nha. Nhà cửa thì hơi bề bộn một chút xíu, anh chị coi anh chị thông cảm giùm em. Em chưa có sắp xếp lại. Đây. Đó, anh chị nhìn nè, nước sơn zin nè. Đúng cốt chấm bi à. Đó, đời 99 cốt chấm bi nè anh chị thấy không? Đó, ốc tán nè. Trời ơi, ốc nè, đẹp lắm anh chị ơi. Xe này dạng ốc phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây. Quay cho anh chị coi nè, phần cục máy nè. Nãy Ngọt chưa có quay phần cục máy cho anh chị coi ha. Đây. Máy móc là nguyên zin ha, đầu nồi chưa rớt ha. Đó. Anh chị nhìn nè. Đẹp ghê không? Nắp số bắp số 8 luôn nè. Đó. Rồi. Ok. Giờ quay bên đây nè. Đó. Xe này được một cái cặp lốc là phải nói là đẹp quá đẹp luôn anh chị. Đó, cần thắng cần số nè. Người ta đâu có đi đâu. Để lát hồi Ngọt quay lại cái cần số, cái cần thắng phía bên kia cho anh chị coi nè. Đó, lò xo chống nè. Đẹp ghê không? Ốc tán nè. Dấu chấm sơn còn luôn nè. Đẹp te nè. Trời ơi. Ốc nè anh chị. Quá đẹp luôn xe này. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Em mới tìm được một con xe mà nói chung là cái chất xe mà mình ưng ý đó vậy á. Đây nè. Chủ xe đi kỹ lắm anh chị. Cho anh chị coi nè. Bọc lại nha, bọc cái cao su này lần chuyện nha. Rồi ổng còn bọc thêm này nữa nè. Đó. Kỹ ghê không? Rồi. Quay vậy chi tiết lắm rồi anh chị ha. Bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy nha. Bình xăng con zin luôn nè, chữ T nè.
Đây nè, anh chị thấy không? Đó, bình xăng con zin còn xanh lè luôn nè. Đó, thì bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy ha. Thôi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy nha. Cục máy con xe này thì khỏi phải bàn tới luôn, đúng cục máy sát khẩu luôn anh chị. Nổ máy trong nhà là không nghe được tiếng máy luôn á. Vấn đề cái nè, mình không lên ga nha. Đó, nhấn một cái là nổ à. Hiện tại là xe đang nổ ha. Cái máy nó êm, phải nói là êm khủng khiếp luôn á. Không biết là xe đang nổ máy, thật sự là không biết là xe đang nổ máy luôn. Nổ máy tới nỗi mà cái kiến ở đây mà không rung luôn mà anh chị. Đó, tay lái nó không rung luôn á, là anh chị biết nó êm tới cỡ nào rồi đó. Cho anh chị nghe tiếng bô nè. Cái máy này phải nói là siêu đỉnh luôn á. Xe này cục máy siêu đỉnh luôn anh chị. Ôi cái máy nó êm quá chừng em luôn. Đó. Cái xe này anh em nào mà leo lên chạy là chỉ có rớt tiền thôi. Cục máy là không có chơi vô đâu được hết á. Rồi bây giờ tắt máy nha, xong Ngọt vô Ngọt báo giá ha. Rồi bây giờ Ngọt mở yên lên, Ngọt quay dưới yên cho anh chị coi ha. Đây, yên này yên zin luôn nha, mút zin ha. Da yên có bọc lại nha. Cái yên còn cực kỳ đẹp luôn nè. Cái tem ở đây còn luôn nè. Đó, anh chị nhìn cái thùng xăng nè, nước sơn zin nè, đẹp ghê không? Đó, dấu chấm sơn nè. Cái xe này là em lấy về là em không có rửa luôn nha. Anh chị thấy không? Bụi nó dính nè, còn nè. Đó, bụi nè, đó. Sườn zin đẹp ghê không? Hai cái bát này của dàn áo nó không bị gãy luôn ha. Xe này còn rất đẹp ha anh chị ha. Rồi bây giờ Ngọt đóng yên xuống ha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt báo giá nha. Thì mình nhắc lại nha, cái xe mà Ngọt đang đăng bán cho anh chị ngày hôm nay là Honda Way Thái 110 đời 99. Còn chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị là thuộc dạng chất xe khá, xe đẹp, xe sưu tầm nha. Sơn zin trên xe này là 100% cả xe, không dặm tuốt nha. Áo zin, sơn zin, tem zin, máy móc là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Cái xe này là thuộc dạng chất xe tầm khá, nhưng mà ngày hôm nay Ngọt chỉ bán cho anh chị ở mức giá tầm trung thôi nha. Hôm nay Ngọt bán cái xe này với giá là 53 triệu. Anh chị nên nhớ nha, tiền nào của đó thôi nha anh chị nha. Đồng tiền nó sẽ đi đôi với chất lượng ha. Anh chị nào yêu mến thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại của em là 039 339 9939 nha. Cái giá 53 triệu này á, nó quá là hợp lý rồi anh chị. Có thể nói là cái giá này gọi là giá chạm đáy rồi anh chị. Tại vì một chiếc xe zin đẹp liền lạc như vậy mà với giá 53 triệu, nó quá là hợp lý rồi. Cho nên cái giá này Ngọt bán, Ngọt không có bao gồm cái chi phí rút hồ sơ nha. Anh chị nào mà có nhu cầu rút hồ sơ thì cộng thêm chi phí vô giùm em nha. Thật sự lâu lắm rồi anh chị, em mới tìm mua được một chiếc Way Thái đời 99 mà cái xe nó đẹp như vậy ha. Anh chị nào yêu mến liên hệ cho em nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều nha.